Em giới thiệu mọi người đi, hôm nay có hiện tượng solar eclipse. Mình không có mắt kiến nên là mình dùng dụng cụ trong nhà để nhìn, để quan sát. Và đây là hiện tượng mặt trăng đang ăn mặt trời đây. Why does the sky feel white? Because it's basically nighttime now. Anh hai cánh ra. Đó, em thấy không? Mặt trăng. Every single no, give me. Every single one of these presents. Mình có thể nhìn thấy qua mấy cái lỗ này nè. Đó. Mình có thể nhìn như vậy nè. Bây giờ đang là mặt trăng, nó đang ăn mặt trời được một nửa, gần hết rồi nè. Con dùng cái nĩa, cái muỗng nó không được không? Nè con cầm này đi, đưa cái muỗng đó mẹ thử coi. Cái muỗng nó nhỏ quá. Cái muỗng này nhỏ quá, nhưng mà cũng thấy. Rồi đưa rổ đi con, cái muỗng nó nhỏ quá. Đưa rổ đây. Đưa rổ đây. Đưa rổ đây, đưa rổ đây. Đó. Không thấy dép hả? Đấy, cách quan sát vừa mới học được của NASA đó nha. Nè đi lên, nó ăn được gần hết rồi nè đi lên. Đi lên, nó ăn gần hết rồi nè đi lên. Mặt trăng che mặt trời gần hết rồi nè. Thấy không? Đúng. Sắp rồi, nó sắp rồi. Nè. Thì đó, khoảng này là 10 phút nữa là hết đấy. Nhưng mà mẹ thấy nó bự quá, không biết được không ạ. Để mẹ thử nha. Dùng cái đồ chơi nè. Cái lỗ này bự quá anh hai ơi. Cái lỗ này bự quá, hình như nó không quốc hay sao á. Cái lỗ này nó bự quá, hình như nó không quốc á. Chỉ cần cái lỗ nhỏ thôi. Anh hai thử coi. Chứ mẹ thấy là nó không quốc với cái lỗ bự rồi đó. Thấy không? Cái này quốc tốt nhất. Cái rổ nhỏ, cái lỗ nhỏ vậy chứ mà nó quốc tốt nè. Mình có thể nhìn thấy. Nhìn thấy mặt trăng nó che mặt trời như vậy nè. Mà mình không phải quay ngược lại nhìn mặt trời để hư mắt. Nhìn thích quá hả? Đấy, mặt trời đang phía sau lưng mình nè. Thì mình chỉ cần giơ cái rổ như vậy thì cái sao thì mình thấy được cái mặt trăng nó đang che được mặt trời. Nó che gần được rồi đó, tí khoảng còn khoảng nửa tiếng nữa ha. 20 phút nữa. Không bao nhiêu phút nữa ha. Để mẹ coi coi, nãy nó nói 9:20 đó, đang định bắt đầu, nó sắp tới được rồi đó. Nó đang vô đỉnh điểm là sắp che rồi đó. Sắp che khuất mặt trời rồi. Một cách để đi lình lên ha. Không được, quay trực tiếp không được. Đừng cứ nhìn gì hư mắt bây giờ. Ồ, thấy không? Có cái phát sợi đó ở đây. Cái gì? Cái màu vàng đó đó. Chắc phải là cái tripod hay gì á.